Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin tối ngày 28 tháng 11. Tính đến 19 giờ hôm nay, Cần Thơ ghi nhận 1.072 ca nhiễm mới, trong đó 160 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng, 142 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, 50 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 55 trường hợp trong khu vực cách ly, 665 trường hợp cách ly tại nhà. Đã truy vết 22 F1 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 424 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế ghi nhận 22 trường hợp, gồm 14 tầm soát ngoài cộng đồng và 8 tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Tân An ghi nhận 114 trường hợp, gồm 97 tầm soát ngoài cộng đồng, 6 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly, 5 trong khu vực phong tỏa và 4 cách ly tại nhà. Phường An Bình ghi nhận 35 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế và 30 cách ly tại nhà. Phường An Nghiệp ghi nhận 18 trường hợp, gồm 1 trong khu cách ly, 3 trong khu vực phong tỏa và 14 cách ly tại nhà. Phường Hưng Lợi ghi nhận 47 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly, 26 trong khu vực phong tỏa và 14 cách ly tại nhà. Phường Xuân Khánh ghi nhận 65 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly, 5 trong khu vực phong tỏa và 54 cách ly tại nhà. Phường An Hòa ghi nhận 33 trường hợp, gồm 15 tầm soát ngoài cộng đồng, 9 tầm soát tại cơ sở y tế, 3 trong khu cách ly và 6 cách ly tại nhà. Phường An Cư ghi nhận 20 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 16 cách ly tại nhà. Phường An Khánh ghi nhận 54 trường hợp, gồm 9 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 44 cách ly tại nhà. Phường An Phú ghi nhận 2 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly. Phường Thới Bình ghi nhận 14 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng, 3 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu vực phong tỏa và 9 cách ly tại nhà. Quận Bình Thủy ghi nhận 130 ca nhiễm mới, trong đó, phường Bình Thủy ghi nhận trường hợp, gồm 8 tầm soát tại cơ sở y tế và 10 cách ly tại nhà. Phường Trà Nóc ghi nhận 24 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly, 2 trong khu vực phong tỏa và 19 cách ly tại nhà. Phường An Thới ghi nhận 10 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế và 6 cách ly tại nhà. Phường Long Hòa ghi nhận 37 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 36 cách ly tại nhà. Phường Thới An Đông ghi nhận 11 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 10 cách ly tại nhà. Phường Trà An ghi nhận 10 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 8 cách ly tại nhà. Phường Long Tuyền ghi nhận 14 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 12 cách ly tại nhà. Phường Bùi Hữu Nghĩa ghi nhận 6 trường hợp cách ly tại nhà. Quận Thốt Nốt ghi nhận 40 ca nhiễm mới, trong đó, phường Thốt Nốt ghi nhận 18 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 5 trong khu cách ly và 11 cách ly tại nhà. Phường Thới Thuận ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 trong khu cách ly và 1 trong khu vực phong tỏa. Phường Trung Kiên ghi nhận 7 trường hợp, gồm 6 trong khu cách ly và 1 trong khu vực phong tỏa. Phường Tân Lộc ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly. Phường Tân Hưng ghi nhận 3 trường hợp và phường Thuận Hưng ghi nhận 2 trường hợp, đều được tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Trung Nhất ghi nhận 3 trường hợp, gồm 2 trong khu vực phong tỏa và 1 cách ly tại nhà. Phường Thạnh Hòa ghi nhận 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Quận Ô Môn ghi nhận 162 ca nhiễm mới, trong đó, phường Phước Thới ghi nhận 57 trường hợp, phường Thới An 16 trường hợp, đều được cách ly tại nhà. Phường Trường Lạc ghi nhận 6 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 5 cách ly tại nhà. Phường Long Hưng ghi nhận 12 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế và 7 cách ly tại nhà. Phường Thới Long ghi nhận 9 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 6 cách ly tại nhà. Phường Thới Hòa ghi nhận 10 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 9 cách ly tại nhà. Phường Châu Văn Liêm ghi nhận 52 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 50 cách ly tại nhà. Quận Cái Răng ghi nhận 149 ca nhiễm mới, trong đó, phường Hưng Phú ghi nhận 18 trường hợp, gồm 4 tầm soát ngoài cộng đồng, 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 11 cách ly tại nhà. Phường Phú Thứ ghi nhận 18 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 16 cách ly tại nhà. Phường Lê Bình ghi nhận 29 trường hợp, gồm 6 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 22 cách ly tại nhà. Phường Hưng Thạnh ghi nhận 6 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 5 cách ly tại nhà. Phường Tân Phú ghi nhận 29 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 27 cách ly tại nhà. Phường Ba Láng ghi nhận 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Thường Thạnh ghi nhận 48 trường hợp, gồm 10 tầm soát tại cơ sở y tế và 38 cách ly tại nhà. Huyện Thới Lai ghi nhận 62 ca nhiễm mới, trong đó, xã Trường Xuân ghi nhận 5 trường hợp,
gồm 5 tầm soát ngoài cộng đồng, 1 cách ly tại nhà. Xã Trường Thắng ghi nhận 8 trường hợp, gồm 7 tầm soát ngoài cộng đồng, 1 cách ly tại nhà. Thị trấn Thới Lai ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly. Xã Thới Thạnh ghi nhận 7 trường hợp, gồm 3 tầm soát ngoài cộng đồng, 1 trong khu cách ly, 3 cách ly tại nhà. Xã Trường Thành ghi nhận 2 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Định Môn ghi nhận 10 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 9 cách ly tại nhà. Xã Tân Thạnh ghi nhận 2 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng, 1 cách ly tại nhà. Xã Xuân Thắng ghi nhận 1 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Đông Bình ghi nhận 9 trường hợp, gồm 6 tầm soát ngoài cộng đồng, 3 cách ly tại nhà. Xã Trường Xuân B ghi nhận 4 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Đông Thuận ghi nhận 11 trường hợp, gồm 8 tầm soát ngoài cộng đồng, 3 cách ly tại nhà. Huyện Phong Điền ghi nhận 62 ca nhiễm mới, trong đó xã Giai Xuân ghi nhận 7 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 5 trong khu cách ly, 1 cách ly tại nhà. Xã Nhân Ái ghi nhận 5 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly. Xã Mỹ Khánh ghi nhận 7 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 5 cách ly tại nhà. Xã Trường Long ghi nhận 18 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 5 trong khu cách ly, 12 cách ly tại nhà. Xã Nhân Nghĩa ghi nhận 6 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 5 cách ly tại nhà. Thị trấn Phong Điền ghi nhận 19 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế, 5 trong khu cách ly, 10 cách ly tại nhà. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 11 ca nhiễm mới, trong đó, xã Vĩnh Trinh ghi nhận 5 trường hợp, xã Thạnh Lộc ghi nhận 3 trường hợp và xã Thạnh Quế ghi nhận 1 trường hợp, đều được cách ly tại nhà. Xã Thạnh Mỹ ghi nhận 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Thị trấn Thạnh An ghi nhận 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 19 ca nhiễm mới, trong đó, thị trấn Cờ Đỏ ghi nhận 14 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 13 cách ly tại nhà. Xã Trung An ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly. Xã Đông Thắng và xã Trung Thạnh ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Ngoài ra, Cần Thơ còn ghi nhận 13 ca nhiễm mới là người về từ các tỉnh thành khác gồm thành phố Hồ Chí Minh 1, tỉnh An Giang 1, tỉnh Vĩnh Long 5, tỉnh Hậu Giang 4, tỉnh Bạc Liêu 1 và tỉnh Tiền Giang 1. Tính từ đầu dịch đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 24.290 ca nhiễm, đã truy vết 28.974 F1, 13.476 F2 liên quan, đã điều trị khỏi cho 11.695 ca bệnh. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.